Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau trong hành trình tăng trưởng xanh là ý kiến được các chuyên gia, đại biểu đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2023 với chủ đề Tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không. Các đại biểu tham gia diễn đàn nhận định đây là cơ hội để thành phố lắng nghe, tiếp thu, thực hiện có hiệu quả các chiến lược về tăng trưởng xanh. Thế thì tổng kết những bài học của quốc tế thì tôi thấy rằng là để thành công trong cái nỗ lực phát triển xanh ấy, thì cái đầu tiên tiếng Anh nó gọi là survival, phải coi đây là vấn đề sống còn của một thế hệ và cũng là cái sứ mệnh của thế hệ hôm nay cho thế hệ tương lai. Nhưng vấn đề thứ hai là vấn đề chiến lược, tức là với cái xu thế thời đại như thế này, với cơ hội hợp tác quốc tế như thế này và với những cái thực lực của Việt Nam như thế này hay của đất nước như thế này thì làm sao để tạo ra sức mạnh cộng hưởng. Điều đầu tiên doanh nghiệp phải là người thay đổi cái nhận thức của mình. Và chúng tôi ý thức đầy đủ rằng tăng trưởng xanh thời điểm này là một xu thế tất yếu, là điều kiện sống còn và là tương lai bền vững cho doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang triển khai các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo môi trường cơ hội thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay trong hành trình tăng trưởng xanh. Tham dự và thành phố đã xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế nhằm thực hiện 4 trụ cột. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tập trung 3 vấn đề, học tập kinh nghiệm từ các quốc gia, đầu tư nguồn nhân lực, công nghệ và hành động mạnh mẽ sau diễn đàn. Tận dụng tốt cơ hội kết nối và hợp tác, chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh tạo ra một cơ hội kinh doanh mới, cũng như đòi hỏi nguồn lực lớn, bao gồm tài chính để các doanh nghiệp có thể đầu tư vào các công nghệ xanh hiệu quả. Nguồn nhân lực, kể cả kiến thức và kỹ năng, là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp có thể thực hiện được các ý tưởng và các giải pháp kinh tế xanh. Chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành 3 phiên thảo luận song song gồm hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn tăng trưởng xanh, giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng xanh, hợp tác kinh tế tuần hoàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.